chúng chia sẻ với các bạn những trong khám nghiệm chung về những khó khăn thách thức diễn ra những ngày cô gái của các bạn làm sao các đội tuyển và các cơ quan liên quan trong thời gian qua. Thủ tướng giao các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất chính sách chung để phát triển và quan tâm hơn nữa bảo đảm tổng thể hài hòa phù hợp điều kiện đất nước trước mắt và điều kiện tốt nhất để các vận động viên thi đấu sẽ khai mạc vào ngày 23/5 tới tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. Đại hội sẽ tổ chức 45 trang với 526 nội dung với khoảng 10.000 người tham dự. Các doanh nghiệp lớn trong nước đang khẩn trương và tích cực tìm kiếm nguồn thu để khả năng cao phục vụ sản xuất điện và sản xuất công nghiệp trong nước. Mặc dù phần trăm sự chủ yếu của thị trường cơ bản sơ chung về công ty trong nước, Việt Nam vẫn là khó khăn trong năm 2023. Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ ngày 18 tháng 4, trung tâm điều chỉnh hai phía cao tốc đã hoạt động tại sân quốc tế Tân Sơn Nhất có chuyển đổi khác trong các hệ thống.